Cô xin chào tất cả các bạn nhỏ. Cô rất là vui khi được gặp lại các con trong bài học ngày hôm nay. Bài làm quen văn học. Thơ giúp bà. Trước khi vào bài học, cô và cả lớp mình cùng nhau hát một bài hát nhé. Bài hát thật là hay đúng không các con? Các con ơi, bạn nhỏ trong bài hát được bà yêu thương, chăm sóc, được bà kể chuyện cho nghe. Bà chính là một khu vườn cổ tích, là bóng mát tuổi thơ đối với cháu. Các bạn nhỏ ơi, chúng mình phải làm gì để đáp lại tình yêu thương bà dành cho mình nhỉ? Đúng rồi, chúng mình phải kính trọng, yêu thương, chăm sóc và giúp đỡ bà nhé. Ngày hôm nay, cô sẽ dạy chúng mình một bài thơ rất là hay. Đó là bài thơ giúp bà. Chúng mình cùng lắng nghe cô đọc bài thơ nhé. Bài thơ giúp bà. Chiều nay đi học về, trên vỉa hè em thấy một bà già chống gậy muốn tránh xe qua đường. Em vội dừng bước chân, đến bên bà nói nhỏ: đường nhiều xe lắm đó, để cháu dắt bà qua. Tay em nắm tay bà, cùng bước qua đường rộng. Chia tay bà cảm động, khen mãi em bé ngoan. Chúng mình cùng nghe lại bài thơ một lần nữa nhé. Bài thơ giúp bà. Chiều nay đi học về, trên vỉa hè em thấy một bà già chống gậy muốn tránh xe qua đường. Em vội dừng bước chân, đến bên bà nói nhỏ: đường nhiều xe lắm đó, để cháu dắt bà qua. Tay em nắm tay bà, cùng bước qua đường rộng. Chia tay bà cảm động, khen mãi em bé ngoan. Doraemon xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi được tham gia lớp học bé yêu thơ cùng các bạn ngày hôm nay. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về nội dung bài thơ giúp bà, xin mời các bạn cùng tham gia trò chơi cùng với tớ nhé. Trò chơi có tên gọi Bạn nào giỏi nhất. Để tham gia trò chơi này, tớ sẽ đưa ra các câu hỏi. Trong thời gian suy nghĩ là 5 giây, các bạn hãy đưa ra câu trả lời cho ông bà, bố mẹ chúng mình ở nhà cùng nghe nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 như sau. Cô vừa đọc cho các bạn nghe bài thơ gì của tác giả nào? 5 giây suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Hết giờ rồi, các bạn đã đưa ra câu trả lời chưa nào? Còn câu trả lời của tớ là cô giáo vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ giúp bà của tác giả Hoàng Thị Phả đấy các bạn ạ. Bây giờ xin mời các bạn cùng đến với câu hỏi số 2 nhé. Câu hỏi số 2 như sau.
Khi tan học về, bạn nhỏ nhìn thấy điều gì? 5 giây suy nghĩ cho các bạn bắt đầu! Hết giờ rồi! Các bạn đã có câu trả lời chưa? Còn câu trả lời của tớ là... Khi tan học về, em bé đã nhìn thấy một cụ già muốn tránh xe qua đường đấy các bạn ạ. Điều đó được thể hiện qua câu thơ: Chiều nay tan học về, trên vỉa hè em thấy một bà già chống gậy muốn tránh xe qua đường. Các bạn có câu trả lời giống với Doraemon không nào? Vậy Doraemon xin chúc mừng những bạn có câu trả lời giống của Doraemon nhé. Bây giờ xin mời các bạn cùng đến với câu hỏi số 3 nào. Nội dung của câu hỏi số 3 như sau. Bạn nhỏ đã làm gì khi nhìn thấy bà cụ muốn qua đường? 5 giây suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Các bạn đã có câu trả lời chưa nào? Còn câu trả lời của Doraemon là... Khi nhìn thấy bà cụ muốn tránh xe qua đường, bạn nhỏ đã đến bên bà và dắt tay bà qua đường đấy các bạn ạ. Và điều đó thể hiện rất rõ qua câu thơ: Em vội dừng bước chân, đến bên bà nói nhỏ: Đường nhiều xe lắm đó, để cháu dắt bà qua. Tay em nắm tay bà, cùng bước qua đường rộng. Các bạn có câu trả lời giống của Doraemon không nào? Xin chúc mừng các bạn đã có đáp án đúng nhé. Và bây giờ chúng mình cùng đến với câu hỏi số 4 nào. Câu hỏi số 4 như sau. Bà cảm thấy thế nào khi được bạn nhỏ dắt qua đường? 5 giây suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Hết giờ rồi. Các bạn ơi, các bạn đã có câu trả lời chưa nào? Còn câu trả lời của tớ đưa ra là: Bà đã rất cảm động và khen em bé ngoan khi được em bé dắt qua đường đấy các bạn ạ. Điều đó được thể hiện rất rõ qua hai câu thơ cuối. Các bạn đọc hai câu thơ cuối cùng với mình nào. Chia tay bà cảm động, khen mãi em bé ngoan. Các bạn đã học được điều gì qua bạn nhỏ trong bài thơ? Chúng mình sẽ làm gì để giúp đỡ ông bà, bố mẹ và những người xung quanh mình? Cô gợi ý nhé. Lau dọn nhà cửa giúp bố mẹ. Bỏ rác đúng nơi quy định. Rót nước mời người lớn. Chơi với em nếu nhà bạn nào có em nhỏ nhé. Cùng mẹ phơi và xếp quần áo. Hay giúp người lớn rửa rau, lau chén bát và tưới cây. Bài học ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chắc chắn chúng mình đã có một tiết học thật là vui vẻ và bổ ích. Cô hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo. Tạm biệt các con!